Ở dưới này phần này thì chúng ta thấy một cái chạm khắc nổi rất là tinh vi, đó là hình một con rồng. Thấy cái này ngộ lắm. Chưa tôi hồi đó, đó có cái rễ ăn từ ở trước. Dạ. Cái đó mà ăn ra tới làm sao mà là cũng như cái đà nhà tôi đây ha. Dạ. Ăn luôn ta tới làm sao mà thấy ngay tới cái cột á thì có cái rễ xuống. Hồi xưa tôi còn nhỏ lúc tôi đi học đi ngang phải dở nón cúi đầu chứ không có phải đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Tây của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để quay cho cô bác xem cũng như là chiêm ngưỡng một cái kiệt tác rất là độc đáo của thiên nhiên. Đó là một cái cây bồ đề ôm trọn phần ngôi đình cổ kính rất là lâu đời. Nhưng mà khi mà đến đây đó thì Bùi Hồ đang gặp những người công nhân đang thi công trùng tu lại cái ngôi đình để bảo quản lại những cái giá trị khi xưa. Thì để biết được như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nhé. Đây là cái phần bên trong của ngôi đình. Thì trước đó thì khi mà vào thì chúng ta sẽ gặp một cây bồ đề ở đây trước nè. Cô bác sẽ gặp ở đây trước. Và ở đây thì có những cái người những người dân ở đây người ta tín ngưỡng ở đây. Đó. Có vẻ thì ở đây được xây dựng rất là lâu rồi. Ở đây thì cô bác quý anh chị có thấy thấy đây là những cái chữ Hán nè. Những cái chữ Hán. Ở đây thì Bùi Hồ không ngành cho lắm. Thì cô bác quý anh chị nào có thể dịch được thì hãy ghi lại bình luận bên dưới cho Bùi Hồ gõ nha. Ở trên này cũng có cây bồ đề ở trên đây che mát cái phần trước này. Đó. Và cái ở cái đây là một cái nhà của các cô chú đang thi công trùng tu lại cái ngôi đình này. Bên đây cũng có một cái ngôi miếu nhỏ. Đây là những cái viên gạch trước đây của ngôi đình, nhưng mà vì lý do là xuống cấp nên những cái viên gạch này được tháo dỡ ra để thay vào đó là những cái viên gạch mới. Nhìn cái viên gạch này nhìn rất là ngộ luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ là rất là khó kiếm những cái viên gạch của máy của lợp cái phần máy ở trên như thế này. Nó được chắc được xếp chồng nhau như thế này. Đây. Những cái viên này nó sẽ được xếp chồng nhau như thế này. Đó. Và đây là cái nơi mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị thì cái cây cái phần ở trên đó là cây bồ đề. Có người thì gọi là cây da. Và những cái phần rễ ở trên đó thì những cái phần rễ của cây nó sẽ ôm trọn cái phần cột của cái ngôi đình. Thì hiện nay lý do là ngôi đình đang xuống cấp nên mọi người đang ở đây đang trùng tu lại. Thì chúng ta có thể nhận thấy ở bên đây thì được tô lại, được mấy tường ở bên đây nó bị xuống cấp nhiều nên được làm lại. Còn cái phần trước vòm ở đây thì những cái chi tiết hoa văn ở đây nó rất là độc đáo. Và họ không có tháo vỡ cái phần này mà giữ nguyên luôn. Đó. Ở đây thì nhìn xa xa trên đó thì Bùi Hồ thấy một cái biển ghi là năm 1907. Những cái chi tiết hoa văn 3D rất là nổi bật. À, còn đây là phần rễ của cây. Đó. Ôm trọn cái trọn kính những cái cột đình ở đây. Những cái rễ chi chít nhìn ôm trọn rất là độc đáo luôn. Đó. Nè. Đây là có tổng cộng là ở đây là một cây. Ở đây một cây nữa là hai cây. Con chào chú. Chú làm ở đây hả? Chú làm ở đây cái ngôi đình mình sửa lại lâu chưa chú? Mình sửa lại lâu chưa? Dạ. Chú hai ở đây hả gì?
Dạ, quê chỗ chú ở đâu? Sóc Trăng hả? Ồ, xa quá. Ở đây là cái giống như là một cái trước cổng. Đây giống như là một cái chánh điện của cái ngôi đình. Đây là cái bàn để vâng những cái lễ vật, những cái trái cây dân hương, trái cây để mà mọi người cúng thờ cúng. Ở dưới này phần này thì chúng ta thấy một cái chạm khắc nổi rất là tinh vi, đó là hình một con rồng, hình con rồng. Đây là mũi con rồng đang phun lửa ở dưới này. Thì bên đây là những cái đường này đó là mây hai bên này đó. Mặc dù thời gian đã lâu rồi nhưng mà nó vẫn giữ được cái vẻ cổ kính đó. Phần tường này thì được xây lại ở trong thời điểm này. Lúc trước đây thì cái phần này chưa có xây lại thì nó cái phần mái này chưa trước đây chưa lợp lại thì nó vẫy, mưa gió nó dễ đổ ngã. Anh chú à, ở đây hả chú à? Quê có chú ở đây luôn hay gì? Tre. Chú Bến Tre hả? À. Chú lên đây làm lâu chưa? Làm đây 3 tháng rồi. Dạ. Chú biết cái ngôi đình này lâu chưa chú? Không biết hả? Ở xa lắm. Dạ. Làm đến thời điểm này là 3 tháng, kể lúc mình dỡ ra luôn. Lúc trước thì cái phần mái vòm ở trên đồ nó xuống cấp dữ không chú? Xuống cấp dữ lắm. Cấp xe dữ lắm. Dạ, rồi mình có dám leo lên trên không? Cũng có chứ. Dạ. Đây, tổng cộng là có 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa, 5 cửa. Thì trong đó có một cái cửa chính ở đây là rộng nhất đó. Thì ở đây có một cây nè, hai cây như lúc nãy Bùi Hồ đã nói. Và cái phần cây da này vẫn còn sống rất là tốt luôn. Gạch ở đây là gạch nung. Những cái viên gạch, những cái tảng này rất là lớn luôn. Chú cái ngôi đình này chú biết có lâu chưa chú? Chú hỏi là cậu đậu á, chứ tôi không cần á, biết. Dạ. Cậu cháu ở trong chỗ, trong chỗ cái me tôi chỗ này nè. Dạ. Có ẩn rồi lớn, cũng đâu gần đâu. Dạ, chú từ nhỏ lớn ở đây luôn. Hả? Chú ngày xưa giờ chú ở đây luôn. Ở đây mà cũng không rành về gốc tích nữa. Có dạ. Cậu cháu không rành. Dạ, cậu Sáu đó ngày xưa giờ ở đây hả chú hả? Ờ. Ổng giờ ổng đứng ổng ấy đó, ổng cũng như ổng giờ ổng lớn rồi ổng coi sang cốc rành đó. Dạ. Là cậu Sáu đó thắp hương đồ ở đây luôn. Ờ. Thì cậu Sáu đó có thường lại đây không chú? Ổng cũng ít lắm. Ổng giờ ổng lớn tuổi với rồi. Ai vô tới trỏng thì ổng tiếp về thôi, chứ ổng có chuyện gì ổng mới ra, không mới thôi, nó ra. Dạ. Dạ, ngôi đình là nó năm được xây năm 1907. Ừ, 1907. Dạ. Thì lúc đó là sao lúc mà? Lúc đó tôi còn nhỏ là. Dạ. Lúc đó là tôi còn nhỏ, còn mấy ông lớn già là mấy ông chết hết rồi. Dạ. Đó là tôi biết là hồi giờ chú ra cái dòm cái mặt trước đó. Dạ. Khi làm ở tỉnh với huyện giữ lại mặt trước chứ không có phá đó. Dạ. Rồi giờ còn cái chữ mà cái năm mần nó còn đây, còn quá. Dạ. Thì con thấy cái phần nào mà những cái chú mà thi công nó nói là phần nào mà còn giữ lại được thì giữ lại hết. Còn như phần máy ở trên thì mình mới dám gỡ không sao? À, cái trên thì gỡ ra hết. Dạ. Còn khi mà tỉnh với huyện với thầu á thì mấy ông thầu đề nghị thì với cái nào mà trưng dụng lại được đó thì cho ông làm, mà hỏi vậy chứ tỉnh huyện có đồng ý không? Rồi tỉnh huyện cũng đồng ý cái vụ đó. Cho nên giờ mấy ông mới trưng dụng chỉ là cái cây cũ ở trong đó. Là mấy ông sơn phết lại đó là toàn là cây cột đó là cột cũ không đó. Ồ, cột cũ không đó không sao? Cột cũ không. Dạ. Chỉ có thay được hai cột mới. Dạ. Bị hai cột mới nó quá hư, bị nó dột đó, nó dột mấy chục năm luôn mà. Dạ. Rồi nó thấm một lần nó hư nhiều quá, rồi nó hư thay, mấy ông thay hai cây. Còn bao nhiêu là trưng dụng lại hết. Là cái vàng ấy ở trên cũng trưng dụng lại nhiều nữa, cái vàng kèo với xiên ấy đồ trảnh.
là với mấy cái trống hồi đó giờ là tiện trống đó. Cũng còn nguyên, mấy ông xài lại hết mà. Chỉ là bỏ hai cái cột với ở đó là chút đỉnh này chơi gì với số đòn tay. Số đòn tay nó cũng hư đó. Rồi ổng bỏ chút đỉnh thay còn nhiêu thay lại đó. Vậy là qua thì đến nay thì cũng được 117 năm. Dạ, 117 năm đó. 113 năm. Dạ, 113. Dạ, 113 năm. Đó cho con hỏi là về cái kiến trúc của ngôi đình của mình thì con thấy rất là cổ kính, tại rất là lâu rồi. Về cái phần mà cây gia, cây bồ đề đó là ở trên cái mái đình ôm coi cái... như là ôm cái phần cột của cái những cái đình nó rất là độc đáo thì xây dựng bao lâu thì nó lại có được cái kiến trúc có cái cây mà nó lại mọc như thế không sao? Cái vụ bồ đề này là không có lâu. Dạ. Cái đình là lâu trong là bay chứ còn cái bồ đề này mới chừng là coi 30 năm à. Dạ. 30 năm à. Lúc giải phóng đó là nó chưa có mọc nữa đó. Là sau mà giải phóng năm nay là bốn mấy năm. Dạ. Rồi sau đó xong cái chim nó ăn nó ỉa sau nó trảnh nó mới là mọc đó. Mọc hồi đó là mọc bốn cái cây ấy ở trước cái chánh điện đó ha. Là lên đủ ráo á. Rồi cái năm mà chơi kiển chơi đồ là mấy ông ấy lấy trộm á, cạy hết một cây ở ngoài cái góc hoài sân banh á, giáp sân banh á. Dạ. Chứ không ấy là còn nguyên đủ chưa. Dạ. Thì ở trong cái phần ngôi đình thì hiện nay con thấy còn hai cây. Hồi đó còn hai cây đó. Dạ. Còn chú có thấy cái ấy không? Thấy cái ngộ lắm. Chưa tôi hồi đó có cái rễ ăn từ ở trước. Dạ. Cái đó mà ăn ra tới làm sao mà là cũng như cái đà nhà tôi đây ha. Dạ. Ăn luôn ta tới làm sao mà thấy ngay tới cái cột á thì có cái rễ xuống. Ngay cái cột là có cái rễ xuống, ngộ vậy đó. Ngay. Ta hết thấy là 3-4 cây. 4 cây vậy làm rễ. Cho nên cái mé trong này mà đi ra đó, hồi đó nó chưa có sập, bị mấy cái đó giữ lại. Dạ. Có cái rễ bồ đề giữ lại, chưa có sập cái tường, mé tường đó. Còn mé ngoài sân banh đó, thì không có, thì tường nó sập đổ ra ráo trong lỏng à. Còn trong này còn tới chừng mà dở đình nó còn đó. Cho nên bây giờ mà mấy ông mới giữ lại luôn cả cái rễ đó, ăn bọc ra sao cũng còn để luôn đó. Con nghe nói lúc trước thì ngôi đình của mình rất là linh thiêng không sao? Linh á, cái đình đó linh thiêng lắm. Đi nói thẳng là hồi xưa tôi còn nhỏ, lúc tôi đi học đó, đi ngang phải dở nón cúi đầu, chứ không có phải đi bây giờ. Dạ. Đi ngang đó phải gọi nón cúi đầu đi. Dạ. Còn cái đám mà khi mà cái đám tán mà có đi ngang đó thì phải dài vô đình xá ba xá mới đi. Dạ. Cho nên đó cái đình này hư hao vậy đó mà cũng là thần ở đây ông linh thiêng sao không biết, mấy bả mấy giấy mà được diệt. Cho nên họ cúng heo quay hoài, là đem heo quay xuống cúng hoài, cúng trả lễ hoài. Dạ. Hồi nãy thì con gặp một cái chú ở trên kia thì chú đó mới chỉ nói là ở đây hỏi ông Sáu đời thì người ta sẽ biết, và ông Sáu thì coi quản về cái ngôi đình này. Thì con cảm ơn ông Sáu rất là nhiều ha ông Sáu. Cô bác quý anh chị thì sau khi qua tìm hiểu lời của ông Sáu đời thì Bùi Hồ được biết chính xác là ngôi đình được xây dựng năm 1907, thì đến nay hơn 100 năm và vẻ hoang sơ, vẻ cổ điển và hoang sơ ở ngoài mặt trước của ngôi đình thì vẫn còn. Và những cái cây ôm, những cây bồ đề ôm phần cái mái đình làm tăng thêm vẻ cổ kính và nguyên nghi. Nhưng mà vì lý do thời gian mà phần bê tông xây dựng bên trong lại xuống cấp, nên một lần người dân ở đây, mọi người ở đây phải làm cho kiên cố hơn để bảo vệ cái ngôi đình. Mà Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem để cô bác quý anh chị có thể biết được. Và Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ.